Giải đấu AOE Star League mùa 2 chính thức khởi tranh từ ngày 19 tháng 11 năm 2017. Trải qua ngày thi đấu đầu tiên, Hồng Anh, 9X Công đang là team dẫn đầu với 3 lượt trận toàn thắng. Hai vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về các cặp Cheat Boy, Trường ES và No 1, Mạnh Hảo. Khép lại 3 vòng thi đấu đầu tiên quyết liệt và cực kỳ khó đoán. Vòng đấu tiếp theo sẽ tiếp tục có thêm nhiều bất ngờ và những trận chiến đầy kịch tính. Vòng đấu 4, 5, 6 khởi tranh ngày 26 tháng 11. Cùng đón xem trên kênh sóng GameTV.vn. Giải đấu được tài trợ bởi nhà tài trợ Kim Cương M88. Chi tiết xem tại website aoestarleague.com.